Chào tất cả các bạn. Các bạn biết không, có một cái bí quyết rất đặc biệt mà trong con người chúng ta là ai cũng muốn, thì có một cái sức khỏe tốt, có một cái vóc dáng làn da xinh đẹp. Thì với cái mong muốn đó thì tôi cũng như mọi anh chị em có một cái suy nghĩ chung như thế, muốn mình trở nên khỏe mạnh, xinh đẹp. Và tôi cũng đã đi tìm hiểu những cái phương pháp, những cái cách làm để cho mình có được sức khỏe tốt, có được làn da tươi tắn và khuôn mặt thì lúc nào cũng rạng ngời. Vì cái tìm nhiều đến phương pháp như thế thì tôi đã phát hiện ra được một cái bí quyết của MC Quỳnh Hương, đó là chúng ta thường xuyên ngồi thiền. Và ngồi thiền nó sẽ giúp cho là mạch máu lưu thông, các huyệt đạo luân xa được mở ra và nó không còn tắc nghẽn nữa. Chính không còn cái sự tắc nghẽn nữa thì chúng ta có một cái tuần hoàn về các cái hệ thống bộ máy, các tế bào được vận chuyển một cách tốt đẹp, thì cơ thể của mình sẽ ngày càng tốt lên thôi. Và mỗi ngày biết cảm ơn các tế bào của mình, cảm ơn sức khỏe của mình từ những cái điều mà điểm lành đó, gọi là quan niệm niệm lành. Thì theo MC Quỳnh Hương nói như thế, thì khi mà cái niệm lành của chúng ta cứ được trao ra như thế thì mọi thứ trong chính con người của ta nó cũng vận chuyển, và ta thấy yêu cuộc sống hơn. Từ cái việc mà chúng ta yêu cuộc sống, vui vẻ mỗi ngày, thì làn da, mái tóc, tất cả cơ thể cũng chuyển vận chuyển dần. Và như thế là chúng ta mỗi ngày càng đẹp lên. Và các bạn biết không, tôi cũng bắt đầu học các cái phương pháp thiền của MC Quỳnh Hương, những cái bài thiền rất là nhẹ nhàng, phù hợp với tất cả mọi người mà không có quá khó khăn. Thì mọi người cùng theo dõi và hãy thử nghiệm thử xem để mà cải thiện cái sức khỏe của chúng ta nha. Vâng, xin chào tất cả các bạn và nhớ đăng ký link của tôi để được nắm được những trao đổi nhiều cái kiến thức mới lạ, hay là những cái kiến thức mà chúng ta chưa khám phá đến, thì chúng ta cùng theo dõi và cùng nhau phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.